Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả quý vị thính giả. Tùng Sơn làm clip này đến để gửi cho một người. Nếu như mà U23 Việt Nam vô địch, Tùng Sơn sẽ mua một chiếc nhẫn cưới để cầu hôn anh Bùi Tiến Dũng. Việt Nam nói là làm, Việt Nam vô địch, Việt Nam chiến thắng, cố lên Việt Nam ơi, tôi yêu Việt Nam. Em yêu anh Bùi Tiến Dũng, hãy cố lên nha anh. Em ủng hộ anh, em lúc nào em cũng ủng hộ anh. Em đứng phía sau lưng em ủng hộ anh. Anh hãy cố lên, anh hãy gồng lên, anh hãy mạnh mẽ lên nào. Em yêu anh, I love you, Bùi Tiến Dũng, cố lên nha anh. Em sẽ hy vọng anh sẽ làm được điều đó, sẽ đạt những thứ anh mong muốn. Hãy cố lên nha anh. Anh gắng lên, anh sẽ nhận được một chiếc nhẫn cưới từ em. Em nói là làm, Việt Nam nói là làm, không làm là chó nha.